Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho các bạn giao tiếp giữa board NB430 với LCD, và mình sẽ sử dụng một con cảm biến, đó là độ ẩm đất, dùng để mình sẽ đọc cái giá trị ADC của nó. Thì ở đây thì mình sẽ mở cái phần mềm IR lên để lập trình. Thì đây là cái gạch chất cũ của mình, và mình sẽ đóng nó lại. Các bạn vào file, các bạn vào low, đây nè, low workspace nè, thì các bạn đóng nó lại. Hiện nay mình sẽ tạo một cái gạch chất mới, thì các bạn bấm vào gạch chất, các bạn chọn create new gạch chất. Hiện nay trong cái hư mục C, các bạn chọn vào main, sau đó các bạn chọn OK. Thì nên nó hỏi các bạn lưu vào cái ở đâu, thì các mình sẽ lưu vào cái hư mục là độ ẩm đất, và mình sẽ lưu với cái tên file là độ ẩm đất. Sau đó mình sẽ chọn save, thì nó tạo ra một cái chương trình của mình. Và mình sẽ muốn phóng to nó lên, thì các bạn bấm vào giữ phím hành tròn và lăn cái con chuột, lăn cái bánh xe của con chuột á, thì nó sẽ hoạt. Các bạn giữ phím hành tròn và các bạn bấm phím cộng trên bàn phím thì nó cũng có tăng giảm cái cỡ chữ cho các bạn. Đó là có hai cách. Thì trước khi ấy thì mình sẽ sửa lại cái chương trình này. Giờ mình sẽ biên dịch cái chương trình này các bạn. Giờ mình sẽ biên dịch chương trình. Hiện nay mình nó hỏi mình đặt tên thì mình sẽ đặt là độ ẩm đất. Sau đó mình chọn save. Để tránh mất thời gian thì mình sẽ xóa cái file này đi. Và mình đã code sẵn rồi các bạn ơi. Hiện nay là cái code mẫu của mình rồi. Mình sẽ copy và mình dán vào. Hiện nay là mình sẽ làm về cái đồ án, đó là giao tiếp NB430G2553 và với LCD, hiện cái giá trị lên LCD, và mình sẽ sử dụng cảm biến độ ẩm đất. Thì cái mình, nếu như mà bạn nào mà muốn liên hệ với mình á, thì mình đây mình sẽ để lại cái địa chỉ Gmail của mình và cái đường link Facebook của mình. Thì cái sơ đồ kết nối phần cứng thì gồm có là B1.1 là nó kết nối với chân GS của con LCD, B1.3 là kết nối với E, B1.4 đến B1.7 sẽ kết nối với từ D4 đến D7 của LCD. Và cái chân out của con cảm biến độ ẩm đất á, thì mình sẽ kết nối với B1.2. Và cái còi á, hoặc là các bạn kết nối với relay chẳng hạn, thì các bạn mình cài đặt là kết nối với chân B2.3. Còn có lưu ý là mình sử dụng cái bo cấp nguồn nghiên, nên mình phải giữa bo GND của NB430 và GND của nguồn phải nói chung nha các bạn. Hay nói cách khác là phải chung mask với nhau á. Nếu như mà các bạn không chung mask thì cái đồ án của mình nó không hoạt động được. Giờ mình sẽ cấu hình, đó là cái sơ đồ phần cứng của mình. Hiện nay thì mình sẽ include cái hư diện NB430G2553 và .h, và cái hư diện stereo .h, và cái hư diện LCD 16x2 của mình. Thì muốn include vào á, thì các bạn mình tắt này đi. Thì đây là cái hư diện của mình nè. Đây là cái hư diện 16x2.h của mình. Thì muốn sử dụng nó thì các bạn copy. Nhấn chuột phải các bạn chọn copy. Sau đó các bạn tìm đến cái hư mục, các bạn mở cái IDG lên. Trong cái hư mục độ ẩm đất này, các bạn chọn cái chuột phải, chọn open cái folder của mình nè. Thì nó sẽ tìm đến cái hư mục độ ẩm đất của mình. Thì đây có file main nè, file IDG của mình. Thì đây mình sẽ dán cái hư diện LCD của mình vào. Thì các bạn nhấn chuột phải, chọn path. Đó.
Thì cái thư viện LCD gạch 16x2.h mình đã bắt vào cái thư mục độ ẩm đất. Giờ mình sẽ tắt nó đi. Trong cái gọi trách là độ ẩm đất của mình thì mình sẽ nhấp chuột phải, mình sẽ chọn add, mình sẽ chọn add cái file. Để add cái file này thì mình sẽ add cái file thư viện LCD 16x2 này nè.h. Sau đó mình sẽ chọn open. Nếu như mà các bạn không có cái thư viện LCD này hoặc các bạn không có add vào trong cái project của mình thì chương trình nó chạy nó sẽ báo lỗi và nó sẽ không hoạt động được. Thì mình sẽ khai báo là cái độ ẩm là cái kiểu integer. Và cái chương trình main của mình thì mình sẽ cấu hình là B2Dir, là cái còi của mình đó, là B2.3. Sau đó mình khởi tạo và mình sẽ xóa và mình sẽ in cái chuỗi lên. In chuỗi và xóa chuỗi gì đó các bạn. Đó. Thì mình sẽ in nè. In cái welcome, đại học Cần Thơ, đồ án, HB, giáo viên hướng dẫn này kia đồ nè. Ở đây cái vô cái dòng lặp quay, thì dòng lặp quay này thì cái mình sẽ khởi động cái bộ IDC 10 lên. Thì đây mình sẽ bật cái bộ IDC 10 on nè các bạn. Và cái điện thế tham chiếu của mình là 3,3V do cái bo vi điều khiển SV430 nó sử dụng nguồn 3,3. Thì mình sẽ sau đó mình sẽ delay 30 mili giây và cái mình IDC 10 CTL1 in 2 có nghĩa là mình sẽ chọn cái kênh của mình là B1.2 và mình sẽ đọc cái độ ẩm đất. IDC 10 AE0 mình sẽ cho nó là bit 2. Và mình sau đó mình sẽ delay. Thì cái giá trị độ ẩm đất của mình á thì mình sẽ cho là kiểu epsilon. Và mình sẽ lấy là mình muốn chuyển cho nó là 100 á. Độ ẩm đất mình sẽ quy về phần trăm á. Thì mình sẽ lấy 100 mình trừ cho cái giá trị của IDC 10 và mình trừ cho 450, sau đó mình chia cho 6.4. Thì giá trị này ở đâu? Thì mình sẽ cố định là giá trị là 450, sau đó mình thay đổi cái giá trị 6.4 này sao cho các bạn cảm thấy, nếu như mà các bạn đo mà nó giá trị từ 0 đến giá trị 100 thì là đúng. Ở đây hay nói cách khác là mình calibrate giá trị các bạn. Mình sau đó mình sẽ delay giá trị là 1000 mili giây. Và mình sẽ in ra cái giá trị, ở đây mình sẽ in ra hai cái giá trị. Một là giá trị của bộ IDC 10 main, giá trị của bộ IDC 10 đọc về. Hai là cái giá trị độ ẩm đất và mình đã tính toán ra cái phần trăm. Và mình sẽ in cái tự phần trăm và mình sẽ delay. Rồi mình vô cái phần cài đặt nếu dùng lập if, nếu mà cái giá trị cài đặt của mình lớn hơn 70 có nghĩa là đất của mình là đất nó ướt đó các bạn. Thì mình sẽ tắt máy bơm, là cái bọt là B2.3 mình sẽ tắt, mình sẽ delay là 2 mili giây. Ngược lại, nếu mà giá trị của mình á nó nhỏ hơn 70 thì có nghĩa là đất của mình đất khô, thì cái mình sẽ cho là B2.3 mình lên 1 thì mình sẽ bật cái bơm. Rồi đó mình sẽ đóng lại, đóng mặt lại. Như vậy là mình đã giải thích code chương trình cho các bạn. Giờ mình sẽ cấu hình cho nó. Thì các bạn bấm vào cái độ ẩm đất nè, cái gọt xích độ ẩm đất, các bạn nhấp chuột phải, các bạn chọn option. Thì trong cái thư mục này thì các bạn tìm đến chỗ này nè, nó đang chọn cái con SB430F149 nè, nó đã sai. Giờ mình sẽ chọn vào đây, các bạn tìm đến cái dòng SB430G và sau đó chọn SB430G2553. Và cái linker này nè, thì các bạn chọn qua cái phần output thì mình sẽ để là D43 các bạn. Và debugger thì mình sẽ chọn lại là fast debugger. Sau đó mình sẽ chọn OK. Giờ mình sẽ biên dịch chương trình xem nó có lỗi không nha các bạn. À, chương trình mình có một lỗi nè, một cảnh báo. Thì cảnh báo này nằm đâu? Thì nó nằm trong cái phần LCD 16x2 của mình á.
mình xin lỗi các bạn để mình lấy lại cái thư viện LCD cho nó đúng. Hỏi mất công sửa. Đây lập trình. Như là cái thư viện LCD chuẩn của mình là các bạn, mình sẽ copy nó lại và mình sẽ dán vào cái thư mục mà mình đang làm video cho các bạn xem á. Đây là độ âm đắt nè, mình sẽ bóp nó lại, mình sẽ chọn vào thay thế. Sau khi xong giờ mình sẽ biên dịch lại nha các bạn. Cái chương trình mình đã không có lỗi thế nè, không lỗi và không cảnh báo. Giờ mình sẽ nạp xuống bo nha các bạn. Thì hiện đây thì mình sử dụng một cái bo nguồn cấp nguồn riêng các bạn, mà mình không sử dụng nguồn của con SV430 là do MB430 là nó sử dụng nguồn vậy bây giờ nó yếu, không đủ cung cấp nguồn điện cho LCD. Hiện nay mình sử dụng con cảm biến độ âm đắt. Đây là con cảm biến độ âm đắt của mình nè các bạn. Thì muốn đây mình muốn đo được thì mình qua cái module chuyển đổi. Thì một chuyển đổi tín hiệu thì nó sẽ, đây là mô đun chuyển đổi tín hiệu. Giờ mình sẽ nạp chương trình. Này, đầu tiên thì mình sẽ cầm lại chương trình xem chương trình mình còn lỗi không. Kiểm tra lần nữa. Và mình sẽ download and debug. Sau khi download xong thì mình sẽ chọn run để chạy, hoặc các bạn bấm phím tắt là F5. Thì đây là cái phần demo của mình nha các bạn. Hiện nay mình sử dụng một cái bo nguồn và mình sẽ kết nối với bo nguồn này với một cái dashboard, và mình sẽ kết nối với màn hình LCD. Đây là cái con bo vi điều khiển của mình. Thì ở trong cái code của mình thì mình có một cái chú ý là cái chân CND của hay chân nó mát của con MB430 thì các bạn phải nói chung với mát của con bo nguồn nha các bạn, để tạo thành một cái mạch kính, nếu không thôi là hệ thống nó sẽ không hoạt động. Thì đây mình sử dụng một cái con module độ âm đắt, cảm biến độ âm đắt. Đây là cái vendor để đưa vào cái giá trị cảm đưa vào đắt để đọc cái giá trị cảm biến trả về. Đấy, mình đây mình không có đắt nha các bạn, nên mình sử dụng một cái ly nước để mình giả lập là cái môi trường đất ướt hoặc là đất ẩm hoặc là đất khô. Thì ở đây thì mình sẽ cắm điện vào và mình sẽ demo cho các bạn xem.
Thì mình cắm điện vào thì dữ liệu cái bên cái code của mình nó đã đưa lên màn hình LCD rồi đó các bạn. Để mình lấy nét. Ở đây hiện tại là cái giá trị IDC của mình, IDC 10 men của mình đọc về là 1023, và cái độ ẩm phần trăm của mình là 10%. Hiện nay mình sẽ, đây là cảm biến nè, cảm biến này thì mình sẽ cắm vào ly nước nha các bạn, để mình đo cái giá trị nó trở về. Thì mình sẽ cắm vào nước. Thì các bạn quan sát trên màn hình LCD là giá trị IDC 10 men nó đọc là 751. Còn độ ẩm phần trăm của mình á, độ ẩm phần trăm của mình là 42%. Giờ mình sẽ nhúng cái cảm biến này sâu xuống nước. Đi nhúng càng sâu thì giá trị độ IDC 10 men nó trả về nó càng nhỏ. Khi giá trị IDC 10 men nó càng nhỏ thì cái độ phần trăm độ ẩm nó càng lớn. Thì nó được là 72-71%. Mình sẽ nhúng sâu xuống nữa. Thì nhúng càng sâu thì nó được là 81%. Và cái giá trị IDC 10 men của mình là 594-95 gì đó các bạn. Hiện tại thì các bạn quan sát là con led này ngay chỗ này nè các bạn, nó đã tắt do mình cài đặt trong chương trình là nếu độ ẩm mà lớn hơn 70% thì con led nó sẽ tắt. Hay nói cách khác là nếu như mà độ ẩm của mình lớn hơn cái độ ẩm cài đặt của mình nó là 70% thì có nghĩa là cái nước của mình nó, cái đất của mình nó là có nước rồi đó các bạn, nó đã ẩm ướt rồi nên mình không cần tưới nữa, là con led nó sẽ tắt. Hoặc là thì đây mình không có motor nên mình gia lập bằng con led nữa các bạn. Còn nếu như mà nhiệt độ mà độ, xin lỗi các bạn, nếu như mà độ ẩm mà nó nhỏ hơn 70% có nghĩa là đất của mình đã khô, thì mình sẽ sử dụng một cái động cơ để mình bơm nước tưới cho cái hệ thống cái vườn rau của mình đó. Thì đây mình không có cái động cơ hoặc là cái động cơ đó nên mình sử dụng gia lập bằng một cái con led nữa các bạn. Còn giờ mình khi mà mình rút cảm biến lên, nó độ ẩm nó còn phải là 64%. Thì độ ẩm còn 64% nghĩa là nhỏ hơn 70 thì đất nó là mình đã khô, cái động cơ của mình nó sẽ hoạt động. Thì đây là cái chương trình mình viết, mình chỉ là giao tiếp giữa đọc giá trị cảm biến độ ẩm đất như thế nào và hiện cái giá trị IDC, giá trị mình đọc được lên LCD như thế nào. Còn nếu như mà các bạn muốn sử dụng cái đồ án đọc cái giá trị cảm biến độ ẩm đất và giao tiếp với LCD này thì các bạn phải làm thêm một số vấn đề, ví dụ như các bạn sử dụng một cái phím nhấn để cài đặt cái giá trị cài đặt của các bạn á. Lúc nãy giá trị mình cài đặt trong của mình là 70% là mình cài đặt trên cái code. Còn bây giờ nếu như mình muốn cài đặt trên phím nhấn bằng nút nhấn thì mình sẽ sử dụng nút nhấn để mình cài đặt giá trị đó luôn. Thì đó là cái hướng mình phát triển cái đồ án của mình lên. Thì cái video về cái demo về cái đồ sử dụng cái MP430 đọc cái giá trị cảm biến độ ẩm đất của mình
và hiện lên giá trị LCD của mình đến đây xin kết thúc. Thì nếu các bạn có thắc mắc thì hãy để bình luận dưới phần mô tả của video, thì mình rảnh thì mình sẽ vào đó để trả lời cho các bạn. Thì video của mình đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.